Bọn va chạm nhiều. Đã đến lúc đứng dậy rồi đấy. Cảm ơn cậu. Cậu là học sinh mới, ở đâu cũng có luật của nó. Hắn là Huy lạnh gáy, trùm trường. Hồi mới về trường, hắn đã một mình lên tầng thượng, đánh bại tất cả các thủ lĩnh. Giờ hắn cầm đầu tất cả, mọi luật lệ, phí bảo kê, tất cả đều do Huy quyết định. Hắn sẽ không để cậu yên đâu. Tớ phải làm gì? Đánh bại hắn. Tớ. Tớ sẽ giúp cậu. Ba, đây là bạn con. Bác sẽ giúp con. Đến lúc rồi. Đại ca. Từ hôm nay tao sẽ là trùm trường. Mạnh mồm đấy. Ở đời phải biết mình là ai. Cố quá thành quá cố.